Sau đây tôi xin được trình bày phần cập nhật điều trị ung thư đường tiêu hóa trên từ hội nghị ESMO năm 2024. Thì như chúng ta đã biết, hội nghị ung thư ESMO đây là một cái hội nghị ung thư khá là lớn, hàng năm cập nhật những cái tiến bộ về điều trị trong bệnh ung thư. Thì những cái dữ liệu trong bài trình bày hôm nay là đề cập những cái thuốc đã có chỉ định hoặc là trong những cái hướng nghiên cứu mới về việc điều trị các bệnh ung thư nói chung, và đặc biệt là đối với lại bài hôm nay là về ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư tiêu hóa trên. Thì như chúng ta đã biết thì đối với lại hội nghị ung thư châu Âu ESMO 2024, đây là một hội nghị mà khá là tập trung vừa vào nhóm ung thư đường tiêu hóa, đó là các dữ liệu nghiên cứu về ung thư gan, tụy, đại trực tràng, ung thư tiêu hóa trên như ung thư dạ dày, ung thư thực quản. Bài trình bày hôm nay của tôi sẽ tập trung vào các nghiên cứu như là nghiên cứu top gear, nghiên cứu space float, nghiên cứu keynote 811 và nghiên cứu density gastric 03 và một số hướng nghiên cứu mới trong điều trị ung thư dạ dày. Trước hết thì đó là nghiên cứu float. Nghiên cứu float thì đã được trình bày thì khá lâu, và chúng ta đã biết đối với lại nghiên cứu float đã được chứng minh vai trò điều trị chu phẫu trong ung thư dạ dày. Thì cần nhật nghiên cứu mới, những cái dữ liệu mới ở ESMO năm 2024 với đối tượng là các bệnh nhân ung thư dạ dày có mô bệnh học là biểu mô tuyến và ung thư điểm nối dạ dày thực quản type 2-3 có khả năng điều trị phẫu thuật được. Thì các bệnh nhân này đã được phân ngẫu nhiên làm hai nhóm, một nhóm được điều trị với phác đồ chu phẫu là float, bao gồm 4 chu kỳ float trước phẫu thuật, và một nhóm được điều trị phác đồ ECF hoặc ECX theo thử nghiệm MAGIC. Đây là một cái nghiên cứu rất là kinh điển mà đã đề ra cái hướng điều trị chu phẫu cho ung thư dạ dày và ung thư dạ dày điểm nối tiếp dạ dày thực quản. Thì để nhằm so sánh hiệu quả của hai phác đồ này, thì sau đó các bệnh nhân sẽ được phẫu thuật, và sau phẫu thuật thì những bệnh nhân điều trị float 4 chu kỳ sẽ được tiếp tục điều trị tiếp với 4 chu kỳ float sau khi phẫu thuật, và những bệnh nhân được điều trị với phác đồ ECF, ECX thì cũng sẽ được điều trị tiếp 3 chu kỳ sau đó. Thì kết quả cuối cùng cho thấy rằng tỷ lệ sống còn toàn bộ 2 năm đối với lại nhóm điều trị phác đồ ECF, ECX là 59%, trong khi đó ở nhóm được điều trị phác đồ float là 68%. Tỷ lệ này ở thời điểm 3 năm, 5 năm ở nhóm được điều trị phác đồ ECF, ECX là 48% và 36%, trong khi đó ở nhóm được điều trị chu phẫu bằng phác đồ float tỷ lệ sống còn toàn bộ ở thời điểm 3 năm, 5 năm đạt 57% và 45% tương ứng. Như vậy thì một lần nữa khẳng định là phác đồ float chu phẫu có hiệu quả rõ rệt, tốt hơn hẳn với lại phác đồ chu phẫu ECF, ECX mà trước đây chúng ta vẫn hay sử dụng. Và đây là một cái phác đồ mà đã được áp dụng vào thực tế điều trị ở Việt Nam, và một số nghiên cứu nhỏ cũng đã cho thấy thực tế kết quả khá là khả quan. Và một lần nữa thì ở tầm hội nghị ung thư lớn đã chứng minh được cái kết quả của phác đồ float. Tiếp theo đó là cái thử nghiệm ESPEC. Đây là một cái thử nghiệm nhằm so sánh giữa phác đồ float chu phẫu với một nhóm bệnh nhân được điều trị hóa xạ tân bổ trợ theo như giống như là nghiên cứu CROSS, đó là các bệnh nhân ung thư dạ dày với giai đoạn còn khu trú phẫu thuật được, thì được chia ngẫu nhiên làm hai nhóm, một nhóm được điều trị bằng phác đồ float 4 chu kỳ
sau đó được phẫu thuật và sẽ tiếp theo được điều trị bổ trợ bằng phác đồ Flot 4 chu kỳ sau, và một nhóm sẽ được điều trị tân bổ trợ bằng phác đồ theo nghiên cứu CROSS, đó là paclitaxel carboplatin 5 tuần kết hợp đồng thời với xạ trị 41,4 gray, và các bệnh nhân sẽ được phẫu thuật. Thì đánh giá kết quả thì cho thấy là đối với lại các biến cố sau phẫu thuật thì ở nhóm bệnh nhân được điều trị chu phẫu phác đồ Flot là 97 trường hợp, trong khi đó ở nhóm điều trị bằng tân bổ trợ theo nghiên cứu CROSS là 121, với trung vị sống còn toàn bộ là ở nhóm được điều trị Flot là 66 tháng so với nhóm điều trị theo CROSS là chỉ 37 tháng. Tỷ lệ sống còn toàn bộ sau 3 năm đạt 57,4% so với lại 50,7%, tương ứng với lại nhóm được điều trị Flot và nhóm điều trị tân bổ trợ CROSS. Và tỷ lệ này cũng tương ứng đối với lại nhóm điều trị Flot và nhóm CROSS ở thời điểm 5 năm, đó là 50,6% và 38,7%. Như vậy thì đối với lại những trường hợp mà ung thư dạ dày còn có thể phẫu thuật được thì việc mà hóa xạ tân bổ trợ theo nghiên cứu CROSS không cải thiện hơn được so với Flot. Và như vậy thì các nghiên cứu này đã chứng minh được vai trò điều trị chu phẫu của phác đồ Flot trong điều trị ung thư dạ dày còn có khả năng phẫu thuật được. Tiếp theo thì tôi xin trình bày cái phần thử nghiệm tốc kia. Đây là một thử nghiệm pha 3 để đánh giá so sánh giữa việc mà điều trị phác đồ điều trị chu phẫu Flot so với lại nhóm hóa xạ. Thì các bệnh nhân cũng bệnh nhân sẽ được điều trị chia là ngẫu nhiên hai nhóm, một nhóm là sẽ được điều trị chu phẫu phác đồ ECF kinh điển hoặc là phác đồ Flot 4 chu kỳ sau đó được phẫu thuật ngay, và một nhóm được điều trị hai chu kỳ ECF hoặc là 3 chu kỳ Flot thôi, và tiếp tục sẽ được tiếp nối bằng hóa xạ tiếp theo với phác đồ tương tự như là nghiên cứu CROSS, đó là xạ trị 45 gray kết hợp với 5 EU và sau đó mới phẫu thuật. Và tất cả các bệnh nhân sau khi được phẫu thuật thì sẽ được điều trị tiếp theo với lại phác đồ giống như phác đồ tiền phẫu. Đánh giá tiêu chí đó là tiêu chí sống còn toàn bộ cũng như là các tiêu chí về đáp ứng về mô bệnh học cũng như là tác dụng phụ rồi chất lượng sống. Kết quả thì cho thấy là đối với nhóm được hóa xạ kết hợp với lại hóa chất chu phẫu thì cho thấy đáp ứng về mô bệnh học cao hơn, tỷ lệ này là 16,5% so với lại nhóm được chỉ được hóa chất chu phẫu là 7,3%. Và đối với lại những trường hợp mà tỷ lệ tồn dư khối u dưới 10% thì ở nhóm được hóa xạ tiền phẫu kết hợp với lại hóa chất chu phẫu thì cũng cao hơn là 32,7% so với lại nhóm chỉ được hóa chất tiền chu phẫu là 21,3%. Tỷ lệ giảm giai đoạn cũng cao hơn. Tuy nhiên thì đánh giá về sống còn toàn bộ cũng như là sống còn bệnh không bệnh giữa hóa chất chu phẫu và hóa xạ trị tiền phẫu thì không có sự khác biệt. Do đó đánh giá về kết quả, người ta thấy rằng là hóa xạ tân bổ trợ thì cũng không có vai trò trong ung thư dạ dày có khả năng phẫu thuật được. Thế thì đối với lại đáp ứng của phác đồ Flot thì ra sao? Tại vì đối với phác đồ Flot đã chứng minh được vai trò của hóa chất chu phẫu trong ung thư dạ dày giai đoạn còn phẫu thuật được, thì liệu mà vấn đề mà sau khi mà điều trị chu phẫu bệnh nhân đáp ứng được rồi thì đánh giá vào của mức độ đáp ứng của bệnh nhân thì cái việc mà điều trị bổ trợ sau
nó sẽ đóng vai trò như thế nào. Thì nghiên cứu Space Float là một nghiên cứu cũng khá là lớn với tổng cộng là gần 2.000 bệnh nhân, đó là 1.887 bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân này là bệnh nhân ung thư dạ dày còn có thể phẫu thuật được và đã đều được điều trị tân bổ trợ phác đồ Float và sau đó được điều trị phẫu thuật triệt căn. Sau khi phẫu thuật triệt căn thì dựa vào đáp ứng về mô bệnh học, dựa vào đáp ứng của bệnh phẩm còn lại sẽ chia ra làm 3 nhóm. Một nhóm là các bệnh nhân sẽ còn được đáp ứng hoàn toàn, một nhóm bệnh nhân là đáp ứng một phần và một nhóm bệnh nhân là chỉ đáp ứng tối thiểu. Thì kết quả cho thấy là cái nhóm bệnh nhân mà có đáp ứng tối thiểu về mô bệnh học thì số lượng là 459 bệnh nhân. Thì các bệnh nhân này cũng sẽ được chia ra làm hai nhóm là điều trị, một nhóm điều trị tiếp tục bổ trợ bằng phác đồ Float và một nhóm sẽ theo dõi đơn thuần. Và đối với lại nhóm đáp ứng một phần về mô bệnh học thì là cái số lượng lớn nhất, đó là 1.207 bệnh nhân, thì cũng được chia làm hai nhóm. Một nhóm là được điều trị bổ trợ bằng phác đồ Float với 847 bệnh nhân và một nhóm theo dõi đơn thuần là 360 bệnh nhân. Và một nhóm đó là nhóm tốt nhất đã đáp ứng hoàn toàn về mô bệnh học thì đạt là 221 bệnh nhân. Và nhóm các bệnh nhân này cũng được chia làm hai nhóm, trong đó 136 bệnh nhân được điều trị bổ trợ bằng phác đồ Float và có 85 bệnh nhân không được điều trị bổ trợ gì thêm. Và đánh giá để về mặt sống còn toàn bộ cũng như là sống không bệnh và đặt ra tiêu chí là về sự khác biệt sống còn bệnh không bệnh ở thời điểm 2 năm. Thì kết quả cho thấy là đối với nhóm mà đáp ứng một phần về mô bệnh học sau khi được điều trị tân bổ trợ với phác đồ Float thì cho thấy là nếu các bệnh nhân được điều trị tiếp bổ trợ bằng phác đồ Float thì rõ ràng là cải thiện về sống còn bệnh không sống còn không bệnh cũng như sống còn toàn bộ ở cái nhóm được đáp ứng hoàn toàn. Và trên đồ thị đã cho thấy là cái sự khác biệt là rất là rõ rệt. Còn đối với lại nhóm mà được đáp ứng hoàn toàn về mô bệnh học sau khi được điều trị tân bổ trợ phác đồ Float thì cả hai đường cong này gần như là trùng nhau. Và đánh giá về phân tích về các số liệu thống kê thì cho thấy là điều trị bổ trợ phác đồ Float thì không cải thiện sống còn toàn bộ cũng như là sống không bệnh ở nhóm đáp ứng hoàn toàn này. Đối với lại nhóm mà đáp ứng tối thiểu ở được điều trị bổ trợ bằng phác đồ Float thì hai đường cong này cũng không có sự giữa sống còn bệnh không bệnh cũng như là sống còn toàn bộ thì cũng không có sự khác biệt nhiều. Điều này cũng chứng tỏ là đối với nhóm bệnh nhân này thì cái vấn đề mà điều trị hóa chất rõ ràng là nó không đáp ứng ngay từ đầu, thì sau khi phẫu thuật xong mà vẫn còn tồn tại cái về tổn thương thì việc mà điều trị tiếp cái phác đồ Float nó cũng không cải thiện hơn. Và tiên lượng của cái nhóm này thì rõ ràng đối với lại việc điều trị hóa chất là cũng không tốt, và nó chứng minh là vai trò của hóa chất ở trong cái nhóm này là rất là kém. Thì dựa vào những cái kết quả của nghiên cứu Space Float này thì đưa ra các khuyến cáo, đó là với những nhóm mà đáp ứng hoàn toàn về mô bệnh học sau khi được điều trị bằng tân bổ trợ bằng phác đồ Float thì người ta thấy rằng việc mà điều trị bổ trợ bằng phác đồ Float là không có lợi ích sống còn gì thêm và không nên điều trị bổ trợ tiếp. Đối với lại nhóm được điều trị tân bổ trợ phác đồ Float mà có đáp ứng bán phần thì cái việc mà điều trị bổ trợ nó có lợi ích đối với lại các bệnh nhân này. Và đây là cái nhóm mà
có các chứng cứ từ trong cái nghiên cứu này đã ủng hộ mạnh mẽ việc điều trị bổ trợ bằng phác đồ float tiếp theo. Còn nhóm mà điều trị bằng phác đồ float mà cho đáp ứng tối thiểu ngay từ ban đầu, thì việc mà điều trị bổ trợ tiếp bằng phác đồ float nó không có hiệu quả nữa, và khuyến cáo là không nên điều trị tiếp phác đồ float. Tuy nhiên thì trong cái nghiên cứu Space Float này thì cũng có một số cái vấn đề về thiết kế nghiên cứu. Đây là một nghiên cứu hồi cứu và dữ liệu đời thực, mà đặc điểm bệnh nhân thì cũng chưa được tương đồng ở một số yếu tố tiên lượng quan trọng, cũng như là cái sự phân chia giữa các nhóm được điều trị bổ trợ cũng như là nhóm theo dõi đơn thuần chưa có cái protocol thống nhất về đánh giá đáp ứng. Nhưng mà đây cũng là một cái gợi ý để mà đánh giá cái việc mà hiệu quả của phác đồ float nói riêng cũng như là điều trị hóa chất nói chung trong ung thư dạ dày. Tiếp theo thì ở trong ESMO cũng trình bày các phân tích, các dữ liệu về phân tích cuối cùng của thử nghiệm Keynote 881. Đây là một cái thử nghiệm pha 3 điều trị cho những trường hợp ung thư dạ dày hoặc là ung thư điểm tiếp nối dạ dày thực quản có mô bệnh học là loại ung thư biểu mô tuyến chưa được điều trị trước đó, với yếu tố thụ thể biểu mô là dương tính bằng hóa môn miễn dịch dương tính 3 cộng hoặc là khẳng ở nhóm dương tính 2 cộng khẳng định bằng miễn dịch huỳnh quang, với thể trạng bệnh nhân còn tốt, và các bệnh nhân nữa sẽ được đánh giá theo tiêu chí phụ và nhóm CPS âm tính hoặc là nhóm CPS từ 1 trở lên. Các bệnh nhân được chia làm ngẫu nhiên hai nhóm, một nhóm được điều trị trastuzumab kết hợp với lại hóa trị phác đồ PS hoặc là phác đồ CAPOC kết hợp với lại pembrolizumab, và một nhóm được điều trị bằng giả dược kết hợp với lại điều trị trastuzumab với hóa trị PF hoặc là phác đồ CAPOC tối đa là lên tới 35 chu kỳ, đánh giá về sống còn toàn bộ cũng như sống còn bệnh không tiến triển, cũng như là các tiêu chí về đánh giá đáp ứng, duy trì sự đáp ứng. Thì kết quả của Keynote 881 phân tích dữ liệu cuối cùng cho thấy là sau thời gian theo dõi là trung bình 50,2 tháng, thì nhóm được sống còn toàn bộ ở nhóm được điều trị kết hợp với pembrolizumab là đạt 20 tháng so với nhóm kết hợp giả dược với lại trastuzumab và hóa trị chỉ đạt là 16,8 tháng. Và khi phân tích dưới nhóm mà có chỉ số CPS từ 1 trở lên thì sống còn toàn bộ ở nhóm này là đạt 20,1 tháng so với lại nhóm điều trị giả dược kết hợp với lại trastuzumab và hóa trị là chỉ là 15,7 tháng. PF so sánh giữa hai nhóm thì mình là đạt 10,9 tháng so với lại nhóm điều trị giả dược là 7,3 tháng. Như vậy thì kết quả cho thấy là khi mà đối với lại những trường hợp mà bệnh nhân mà có bộc lộ yếu tố phát triển biểu mô kết hợp với lại pembrolizumab đã cải thiện sống còn toàn bộ cũng như là sống còn bệnh không tiến triển, và đặc biệt là đối với nhóm có chỉ số CPS từ 1 trở lên thì vai trò của pembrolizumab càng rõ rệt hơn. Và hướng dẫn điều trị của Hiệp hội Ung thư Châu Âu đối với lại những trường hợp ung thư dạ dày mà có bộc lộ HER2 dương tính thì cho thấy là đối với những trường hợp mà có bộc lộ CPS từ 1 trở lên thì sẽ được khuyến cáo là điều trị hóa trị kết hợp với trastuzumab và kết hợp với thuốc ức chế điểm miễn dịch. Còn những trường hợp mà có PD-L1 âm tính, tức là chỉ số CPS dưới 1, thì việc điều trị sẽ chủ yếu là sử dụng hóa trị kết hợp với lại trastuzumab. Thế còn việc mà điều trị đối với những trường hợp yếu tố phát triển biểu mô âm tính thì sao? Thì đã có một số các thử nghiệm pha 3
đó là các thử nghiệm như thử nghiệm chết mát 649, đây là một thử nghiệm toàn cầu điều trị nivolumab, một thuốc ức chế PD-1 trong ung thư dạ dày, và thử nghiệm Keynote 859, đây cũng là một thử nghiệm toàn cầu điều trị pembrolizumab, một thử nghiệm ở Trung Quốc, đó là sintilimab, thử nghiệm Orion 16. Thì kết quả từ các thử nghiệm này cho thấy rằng đối với lại những trường hợp mà bệnh nhân mà có chỉ số CPS từ 1 trở lên là ở trong thử nghiệm Checkmate cũng như là thử nghiệm Keynote chứng minh là khi mà kết hợp với lại thuốc miễn dịch như nivolumab, pembrolizumab đều có cải thiện sống còn toàn bộ so với lại nhóm mà không được điều trị bằng thuốc ức chế điểm miễn dịch. Và đặc biệt là đối với những trường hợp mà có bộc lộ chỉ số CPS từ 10 trở lên thì như thử nghiệm Checkmate 649 thì khi mà điều trị nivolumab sẽ cải thiện sống còn toàn bộ đạt thời gian là 15,0 tháng so với lại nhóm được điều trị bằng giả dược. Và đối với nhóm điều trị bằng pembrolizumab thì trung bình thời gian sống còn toàn bộ ở nhóm được điều trị là 15,7 tháng so với lại nhóm không được điều trị bằng pembrolizumab là 11,8 tháng. Và hướng dẫn điều trị của Hiệp hội Ung thư châu Âu đối với lại ung thư dạ dày mà HER2 âm tính thì cho thấy là khuyến cáo là đối với những trường hợp mà bộc lộ PD-1 với chỉ số CPS từ 1 trở lên thì sẽ cân nhắc, đặc biệt là đối với những trường hợp mà CPS từ 5 trở lên thì sẽ cân nhắc việc kết hợp với lại điều trị thuốc ức chế điểm miễn dịch. Đối với những trường hợp mà có bộc lộ yếu tố Claudin 18.2 từ 75% trở lên thì cân nhắc điều trị thuốc Zipetuximab, hoặc là những trường hợp mà có bộc lộ đi MMA hoặc là MS22 thì sẽ cân nhắc việc mà áp dụng kết hợp điều trị thuốc ức chế điểm miễn dịch. Còn những trường hợp mà điều trị cho những trường hợp mà bệnh nhân PD-1 âm tính với chỉ số CPS dưới 1 và xét nghiệm Claudin 18.2 âm tính thì việc điều trị sẽ chủ yếu là hóa trị và cân nhắc là việc điều trị bằng docetaxel ngay từ đầu cho bệnh nhân với những bệnh nhân này. Và đây là cái nhóm mà nên được áp dụng điều trị kết hợp với lại thuốc ức chế điểm miễn dịch. Và một cái cập nhật nữa đó là việc kết hợp với lại thuốc trastuzumab deruxtecan trong điều trị ung thư dạ dày mà có bộc lộ yếu tố phát triển biểu mô HER2 dương tính, hoặc là những trường hợp mà ung thư thực quản, ung thư dạ dày thực quản tại điểm nối có mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến, thì thử nghiệm Denity Gastric 03 thì đã qua một số bước đánh giá cho thấy rằng là khi mà điều trị với lại trastuzumab deruxtecan nó đã có hiệu quả với lại điều trị ung thư dạ dày thực quản thuộc nhóm giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tuyến. Thì khi mà điều trị với lại phối hợp với lại hóa trị hoặc là điều trị hóa trị kết hợp với lại thuốc ức chế điểm miễn dịch như pembrolizumab đã đưa lại những cái kết quả hứa hẹn, và đây là cũng là một cái hướng mới để điều trị. Tại vì như chúng ta đã biết là với các thử nghiệm trước đây thì cho thấy là đối với những trường hợp mà yếu tố phát triển biểu mô dương tính như HER2 kết hợp với trastuzumab với hóa trị đã cải thiện sống còn toàn bộ cho các bệnh nhân, thì đây là cũng là một cái hướng mới mà khi mà kết hợp với lại các thuốc khác nữa.
Một số nghiên cứu cũng đang được tiến hành thì cũng đã được trình bày tại hội nghị ESMO năm 2024. Đó là thử nghiệm Vestigate, đây là một cái thử nghiệm mà để chứng minh vai trò của điều trị bổ trợ miễn dịch trong những trường hợp mà bệnh nhân ung thư dạ dày đã được hóa chất tiền phẫu mà sau khi phẫu thuật vẫn còn những tổn thương còn lại, hoặc là phẫu thuật mà vẫn còn không đảm bảo phẫu thuật về chế căn, thì đây là một cái thử nghiệm pha 3 áp dụng cho những cái trường hợp mà bệnh nhân sau khi mà đã được điều trị tân bổ trợ và đã được phẫu thuật triệt căn, thì sẽ chia làm ngẫu nhiên làm hai nhánh. Một nhánh sẽ được điều trị tiếp với lại phác đồ bổ trợ giống như là phác đồ chu phẫu, và một nhóm là sẽ được điều trị bằng nivolumab với lại trong thời gian một năm kết hợp với lại ipilimumab. Đây là hai thuốc ức chế điểm miễn dịch. Thử nghiệm này đang được tiến hành để là chứng minh vai trò của điều trị miễn dịch bổ trợ cho những trường hợp mà đáp ứng không hoàn toàn sau khi được điều trị tân bổ trợ với phác đồ hóa trị trước đó. Tiếp theo nữa là một cái thử nghiệm điều trị dùng Claudin 18.2. Đây là một cái thuốc kháng thể đích để điều trị cho những cái trường hợp mà ung thư dạ dày giai đoạn muộn đã được điều trị ít nhất là một lai trước đó. Thì đây là cũng là một thử nghiệm bắt đầu là hứa hẹn để đưa ra hướng mới trong điều trị ung thư dạ dày. Tóm lại, đây là những các nghiên cứu mà tôi đã trình bày là những cái hướng mới, cũng như là những chứng minh những cái vai trò của điều trị hóa trị hoặc là điều trị đích miễn dịch trong ung thư dạ dày, nhằm đưa tới những cái hiệu quả tốt nhất trong cái đối với lại một loại ung thư mà việc mà điều trị phẫu thuật là điều trị đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên thì giai đoạn muộn cũng gặp rất là nhiều, và việc mà cải thiện sống còn đối với lại nhóm bệnh nhân này cũng đặt ra một thách thức không nhỏ trong giai đoạn này. Thì hy vọng trong cái thời gian tới thì những cái nghiên cứu mà tôi trình bày ở đây thì sẽ đưa vào được áp dụng nhiều hơn và sẽ cải thiện sống còn cho các bệnh nhân ung thư dạ dày. Xin cảm ơn ạ.